Nóng, Bộ Công an đặt lại hồ sơ đỏ, ông trùm mang biệt danh vua có tiền miền Tây Nam Bộ, tướng Đinh Văn Nơi hốt sạch cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỷ và loạt quan chức thượng cấp. Thưa quý vị, khó tin nhưng có thật về chuyện ông trùm đường dây lô đề nghìn tỷ Quách Sơn Vũ, sinh ra và lớn lên ở Ninh Kiều, Cần Thơ, nhưng danh tiếng của đại ca này vang danh Sóc Trăng và cả miền Tây. Với gương mặt khắc khổ, nhưng ai nào ngờ ông lại chính là ông trùm đích thực mà khi trong tay không chỉ nắm kho tiền khủng khiếp mà còn thao túng được hàng loạt quan chức phục tùng mệnh lệnh. Cách đây vài năm, nếu dân chơi nào bước đến đất miền Tây mà chỉ cần xỉ cái tên ông ra cũng khiến người ta khiếp vía. Quyền lực ông mạnh tới mức mà chuyên án điều tra chính ông đã bị công an triệt phá, bắt hàng loạt chân rết thân cận, nhưng ông vẫn bình an vô sự, xem như không có chuyện gì. Chỉ tới khi vị tướng lừng danh nắm trong tay chuyên án thì số phận của vua một cõi của ông trùm này liền chấm dứt. Vụ án chưa dừng lại ở đó, vì sau ông trùm này còn dính líu tới động lợi ích rất kín kẽ và phức tạp. Tuy nhiên, mọi thứ liền bị sụp đổ chỉ sau một lệnh xuất quan thần tốc của vị tướng tài trong ngành công an. Sự việc thế nào, cùng làm rõ ngay sau đây. Liên quan đến đường dây lô đề nghìn tỷ bị triệt phá vào tháng 11 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt đối tượng cầm đầu Quách Sơn Vũ, 51 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Thông tin cụ thể về đường dây lô đề nghìn tỷ bị triệt phá từ Công an Nhân dân. Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tổ chức triệt phá chuyên án bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái, sinh năm 1989, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú thành phố Sóc Trăng; Từ Phi Hải, sinh năm 1987, ngụ thành phố Sóc Trăng, đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức đặt cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc. Qua điều tra xác định, Quách Sơn Vũ là đối tượng cầm đầu. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ 20 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 đô la, 50 điện thoại, nhiều máy tính bàn, laptop và tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét, bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1980, ngụ thành phố Sóc Trăng và 17 đối tượng khác cùng trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với tính chất quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Sóc Trăng đã được khám phá với tổng số tiền giao dịch qua mạng trên 1.000 tỷ đồng. Được biết, Vũ là trùm cờ bạc khu vực đồng bằng sông Cửu Long với biệt danh kho tiền miền Tây Nam Bộ. Hiện vụ án được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng. Câu chuyện thao túng quyền lực ở miền Tây tới nay cũng đã chấm dứt khi mà trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ do ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án vừa nhận án kịch khung. 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở An Giang đã lãnh án. Sau 13 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tới nay, đường dây đánh bạc qua mạng này càng tinh vi và số tiền khủng khiếp hơn khi mà con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Có người đốt hơn 3,3 tỷ trong một ngày. Những lời quảng cáo trời sẽ thắng trở thành mồi nhử nhiều người. Đối tượng cầm đầu dựng ra một nhóm chuyên gia tư vấn, đọc lệnh khiến người chơi càng tin mình sẽ thắng. Được biết rằng, đứng sau các đường dây nghìn tỷ này thường có bóng dáng của những ông chúa trong ngành áo xanh bảo kê, đặc biệt như vụ tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bị bắt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 70 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Qua đó, lần ra dấu vết của những cán bộ công an tham gia đường dây này. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. Các quyết định và lệnh này đều được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt giam đối với ông Hóa. Ông Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, trú tại tập thể quận ủy Đống Đa, phường Lãn Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Hóa từng giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 Bộ Công an với cấp bậc thiếu tướng. Trước khi về C50, ông Hóa công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan. Sau đó, ông Hóa xin nhập viện chữa bệnh. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 Hà Nội. Theo thông tin chính thức từ Bộ Công an, ông Hóa bị bắt vì liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Qua hơn nửa năm điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Hóa cùng nhiều bị can khác tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên 200 web. Có hàng trăm con bạc và khách hàng thường xuyên của các trang web này, số tiền đánh bạc qua đây có thời điểm lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ông Hóa bị Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân ngày 11 tháng 3. Đây là vụ án rất lớn và nghiêm trọng, Bộ Công an phải giao các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với các công an Phú Thọ thủ lý vụ án, giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra. Được biết rằng, người thứ hai cơ quan điều tra xác định cùng cầm đầu là ông Phan Xào Nam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online. Ông Phan Xào Nam đã nghe được việc sẽ bị cơ quan công an sờ tới nên bỏ trốn, dù trước đó ông này đã nhận được thông báo về việc không đi khỏi nơi cư trú, nhưng không thoát. Để đường dây đánh bạc được tồn tại, hai bị can tìm đến sự hợp tác của ông Hóa và một số cán bộ công an, kết quả sau đó là tất cả đều vào tù. Rực lửa, cả trăm quan chức công an, bộ đội vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, khốc liệt nhất lịch sử, cả gan khái tên giả, dùng chiêu hiểm tẩy trắng, khiếp nhất, đội trưởng cảnh sát giao thông gây tai nạn, số đo cao ngất. Thưa quý vị, không thể diễn tả được mức độ khủng khiếp này, con số chót vót lần đầu được công bố,
Nói hàng trăm chỉ là bề nổi, nhưng con số thực mới khiến người ta khiếp đảm. Cán bộ đa cấp đa ngành và đặc biệt là thủ lĩnh công an quân đội lại cả gan vi phạm nồng độ cồn, lái xe gây tai nạn liên hồi, tất cả đã được thống kê và xử lý, gây rúng động dư luận. Nhưng khiếp nhất là chiêu lách luật của các ông trùm, người cố thủ trong xe không chịu bước ra, dùng lý lẽ cãi đến khuya chưa xong, người thì gian dối khai cả tên giả. Khiếp nhất là vị đội trưởng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang vừa gây ra tai nạn có nồng độ cao ngất ngường. Còn vị thiếu tá quân đội sau khi gây tai nạn thì bỏ trốn, cương quyết chống lại, không chịu đặt miệng vào máy đo, cùng hàng trăm vụ chớ trêu khiến dân cười ra nước mắt. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Sáng nay, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn kéo giảm tai nạn, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cải tạo ngay các điểm đen, đường tránh nạn, biển cảnh báo chỉ dẫn, đồng thời giao Bộ Công an thường xuyên tuần tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là về kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp xin xỏ. Đáng nói, ngoài các chuyên đề kế hoạch của lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất cấm, nồng độ cồn. Theo Cục Cảnh sát giao thông, với tinh thần xử lý không ngoại lệ, không vùng cấm, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm. Điển hình, tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội tổ chức kiểm tra xử lý tại quốc lộ 21B đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội đã phát hiện ông DMK, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Ba Đình, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275mg trên 1 lít khí thở và không có những giấy tờ liên quan như bằng lái, đăng ký, bảo hiểm. Đáng chú ý, khi vi phạm ông K đã khai tên sai, nhưng sau đó tổ công tác đã xác minh và lập biên bản, gửi thông báo về Công an thành phố Hà Nội để chỉ đạo kiểm điểm, xem xét xử lý cán bộ vi phạm này. Tiếp đó, tổ công tác số 2 tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ ở đường Trần Khát Trân, phát hiện và lập biên bản đối với ông PXT, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,672mg trên 1 lít khí thở. Quá trình xử lý, ông T không chấp hành việc ký biên bản vi phạm hành chính và biên bản vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhiều lần. Trường hợp này, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã gửi thông báo về Công an thành phố Hà Nội để xem xét xử lý. Tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận dừng kiểm tra xe ô tô do ông CSG cầm lái và xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124mg trên 1 lít khí thở. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông G là bí thư huyện ủy, một huyện tại Bình Thuận. Tổ công tác số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi thông báo về nơi làm việc của ông Giờ để có hình thức xử lý kiểm điểm. Ngoài những trường hợp trên, các tổ công tác cũng xử lý nhiều người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, công an, như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một huyện ở Thừa Thiên Huế, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, một thượng tá đang công tác ở quân khu 5. Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, trong thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ, không tác động xin xỏ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.